Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, thì chúng ta nghiên cứu học tập tham thiền. Hôm nay là kỳ thứ 86. Chúng ta nghiên cứu tới cái bài Tứ Chánh Cần, là cái nhóm thứ hai trong cái 37 phần trợ đạo. Bây giờ này là 5 giờ, 5 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 13 tháng 3 năm Tân Mão. Học tập bài này tôi xin nhắc đại chúng, mà nhất là tăng ni trẻ, đương nhiên là Phật tử cũng phải cần học như vậy. Nhưng mà cái trọng tâm mà tôi muốn nhắc là cho cái thành phần tăng ni trẻ học đạo. Người ta có thể nói giáo lý Tứ Đế là giáo lý dành cho hàng thanh văn. Người ta nói câu đó cũng không phải là sai, nhưng mà cũng không phải là trúng, không phải là trúng hoàn toàn. Bởi vì tôi nói ví dụ như là cái những cái đoạn mà mình nghe trước đây đó, về đạo đế đó. Ví dụ như cái nhóm thứ nhất là tứ niệm xứ đó, cái đó giáo lý đó không phải chỉ để cho hàng thanh văn tu tập mà thôi, mà cái giáo lý tứ niệm xứ đó hàng thanh văn tu tập đã đành, mà người đại thừa tối thượng nào cũng đều dựa vào cái tứ niệm xứ đó mà tu tập, và nó vẫn là cái nguyên nhân để đưa cái người hành giả tới cái đỉnh cao vô thượng bồ đề được đó. Chỗ đó là cái chỗ để ý. Bởi vì cái pháp quán thân bất tịnh đó, tiểu thừa tâm hồn tâm lượng đại thừa, tiểu thừa tu vẫn được, tu vẫn tốt. Mà đại thừa cũng bỏ cái đó là cũng không tu được. Quán thọ thị khổ nó cũng vậy. Người đại thừa, người tiểu thừa gì cũng tu tập được hết. Cũng dựa vào cơ sở đó mà đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ được hết. Quán tâm vô thường thì cũng vậy. Người đại thừa, người tiểu thừa đều là phải quán tâm vô thường hết. Và cuối cùng cái quán pháp vô ngã, là cái đó là cái đỉnh tột cao của cái đạo bồ đề vô thượng. Đức Phật mà thành được cái đạo quả gọi là vô thượng bồ đề đó, là cũng vừa vào cái điểm mà thấy được cái tính vô ngã của hiện tượng vạn pháp, của vũ trụ và nhân sinh. Do vậy cho nên là nói rằng giáo lý Tứ Đế là để cho người A-la-hớn, người tiểu thừa tu là không đúng. Đúng mà không đúng. Tuy nhiên là tới nhóm thứ hai này, là nhóm tứ chánh cần này đó, thì đại chúng tăng ni trẻ để ý cái nhóm tứ chánh cần này, nó có thể nói rằng là giáo lý là tiểu thừa đó, hay nói cách khác là giáo lý cho hàng sơ cơ mới bắt đầu tu tập, như là hàng thanh văn tiểu quả, hay là hàng phàm phu của chúng ta,
cũng dựa vào cái cơ sở tứ tinh cần này làm cái nền tảng bắt đầu tu tập. Do vậy mà người ta nói một cách nghĩa là đại khái thì người ta nói rằng cái giáo lý tứ đế là giáo lý để cho hàng tinh văn tu, giáo lý tiểu thừa nó cũng có cái trúng của người ta chứ không phải là hoàn toàn trật. Nó trúng ví dụ như tứ tinh cần này là của người bắt đầu học tu đó. Chứ cái người mà đại thừa chủng tánh mà người ta tu cao rồi đó, người ta vượt qua cái chữ tứ chánh cần này. Bởi vì tứ chánh cần là bốn cái món siêng năng, chứ cần là siêng năng, mà siêng năng một cách chân chánh. Nó khác gì thứ siêng năng không chân chánh. Cho nên gọi là chánh cần. Để ý cái này. Thí dụ như mình tu tà giáo ngoại đạo đi nữa, mình tưởng mình tu để mà mình mong được giải thoát giác ngộ, nhưng mà mình tu theo kiểu tà giáo ngoại đạo. Thí dụ như mỗi ngày mình lại đầu hôm lại trăm lại, rồi nửa đêm thức dậy lại trăm lại, rồi sáng thức dậy lại trăm lại, rồi trưa lại tâm lại, mà lại phải dây mặt về hướng đông 25 lại, hướng tây 25 lại, hướng nam 25 lại, hướng bắc 25 lại, lãnh tâm lại, rồi lại phương trên 25 lại nữa, rồi phương dưới 25 lại nữa, tức là một lần lại như vậy là 150 lại. Gọi là lại lục phương. Tu như vậy đó là siêng dữ lắm đó chứ. Chẳng những là tí ngọ mèo dậu mà ta tu ta thần túc sử mùi cũng có người tu như vậy đó. Nhưng mà cái đó không phải là tứ chánh cần. Bởi vì cái đó là giáo lý đó không phải của đạo Phật dạy. Lại lục phương không phải là siêng năng, mà lại lục phương đó không phải là giáo lý của đạo Phật dạy. Hồi tôi nhỏ tôi chưa đi vô chùa, nhưng mà rồi tôi có đọc sách Phật. Rồi trong cái cuốn sách đó, hồi đó tôi ham dữ lắm, mà cả nhà cũng đều ham, mà thậm chí là những người mới, những người mà đạo ông bà mà người ta tự tin rằng ta là cái người theo đạo Phật, hoặc là có người quy y rồi mà người ta cũng chưa biết sâu về đạo Phật, người ta quý cái quyển sách đó lắm. Quyển sách đó đầu đề là Phu Thê Ngôn Luận Phật Giáo Quy Nguyên. Phu Thê Ngôn Luận tức là vợ chồng, hai chồng phát tâm tu hành, luận với nhau, luận nói nhau về đạo Phật, hỏi nhau rồi tự hỏi nhau rồi đáp nhau, vấn đáp nhau, nói về đạo Phật. Thì tôi có đọc, hồi đó tôi cũng ưa đọc thơ, gặp thơ là gì? Mình không biết thơ là cái gì hết, nhưng mà nó cái bài kể mình dễ thuộc vậy đó. Nhưng mà người ta làm theo cái thể thơ, có khi ta làm theo thơ tứ tuyệt cũng có. Có khi ta làm bát cú cũng có, giống như tôi làm vợ nè. Thì nó là cái thể thơ, nhưng mà kỳ thật là cái hồn của nó là cái hồn đó. Để người ta nhắc nhở kinh điển, ta nhắc nhở về việc làm lành, làm phải, làm phước thiện. Nhưng mà nó là cái hình thức của bài thơ. Thí dụ như về chữ lễ bái, thì bài thơ có bài, ở trong cái tập đó nó có bài thơ rằng: Lễ thành tỏ ngộ mái thiền gia, bái Phật cầu về chính phẩm hoa, lục tự gìn lòng thông mối đạo,
phương màu dành để độ ta bà. Tức là ta dùng bốn cái chữ lễ bái lục phương, bốn chữ đó ta để đầu câu, rồi ta diễn đạt ra lễ là lễ thành tỏ ngộ mái thiền gia, bái là bái Phật cầu về chính Phật qua, lục là lục tự gìn lòng thông mối đạo, phương là phương màu dành để độ ta bà. Thì hồi nhỏ mình đâu có biết gì, mình nghe cái đó cũng hay, mà nghe lễ bái lục phương thì chịu lắm, mình cũng ham nữa, mình làm chưa được nhưng mà mình ham, ham tu hành như vậy chắc là mau thành Phật. Ông Thanh Sanh tôi hồi xưa ông cũng thích lễ bái lục phương, mà ông lại có một ông chế biến ra kiểu khác, ông chế biến ra cái kiểu mà lấy kinh Di Đà đó, rồi ông tụng tới chỗ Đông Phương Dị Hữu A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật vân vân, rồi Nam Phương có bao nhiêu ông Phật, rồi Tây Phương, Nam Phương, Đông Tây Nam Bắc, rồi Thượng Phương Hạ Phương. Ở trong Kinh Di Đà đó có sáu phương, mà mỗi một phương vậy là dùng tướng chư Phật, dùng tướng lưỡi rộng dài lớn rộng dài cả ba thiên đại thiên thế giới, mà nói là thành thật rằng các ông nên tin cái kinh, cái kinh A Di Đà nó có cái tên là xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật. Các ông nên tin cái kinh như vậy, kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh A Di Đà cũng có cái tên là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Do vậy mà mỗi một vị Phật ở trong kinh đó, ông già thì ông lại hát, ông lại như vậy đó, ông gọi là lại lục phương. Phật ở trong sáu phương đó, ông lại mỗi ông một lại. Mà trưa bữa nào ông đi làm nông dân, mà trưa bữa nào cũng tắm rửa đàng hoàng, rồi cái mặc áo, mà cái áo tràng, cái tay rộng rộng vậy đó, rồi ông lại vậy đó. Siêng năng cần khổ lắm. Nhưng mà tới chừng tôi học đạo Phật mà tôi thấy rõ cái chân lý đại thừa của đạo Phật rồi đó, thì cái lại lục phương như vậy đó, mình tưởng mình tu đạo Phật vậy, mình tưởng đâu làm vậy Phật thương lắm, Phật chấm điểm cho mình để ngày chết rồi mình được giảng sanh. Bởi vì mình tụng kinh Di Đà tức là kinh tịnh độ rồi, ở trong kinh các tổ thì gọi là kinh đó là kinh niệm A Di Đà, tụng kinh A Di Đà tức là người tu tịnh độ, chứ kỳ thật không có phải. Tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà mà vẫn là phải học tu thiền, hay nói cách khác là tu thiền mà ta vẫn là học kinh A Di Đà. Vì lại niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà tôi vẫn là người tu thiền được. Cho nên là học kinh Di Đà, đọc tụng kinh A Di Đà mà chỉ gọi mình là người tu tịnh độ thôi đó, là cái đó không biết tu. Rồi mình khư khư mình chấp mắt mình là người tu tịnh độ, rồi mình cho rằng những cái ông tu thiền đó là cái người tu thiền á, mà không có biết tu tịnh độ là 10 người á là sai lạc, là điên cuồng sai lạc hết 9 người. Cái ông tổ đó nói bậy, cái ông tổ đó hồi đó nói bậy. Ông tổ đó là ông tổ đó, nghĩa là học lem nhem gì đó, có người họ nói tôi học lem nhem. Tôi cũng thất cười thôi. Tôi coi ngài giùm cho người ta cất nhà, rồi có người nói tôi coi ngài nghĩa là học lem nhem gì đó mà cũng đi coi ngài học lẩm bẩm. Thật sự tôi coi ngài là khác hơn người ta coi ngài. Họ nói tôi học lẩm bẩm mà cũng coi ngài giùm, cũng như ông thầy mà nói rằng là hữu thiền vô tịnh độ thập nhân cửu thối lộ đó, cái ông đó ông gì tôi cần biết, ông có đời nhà Minh
Vậy mà cũng truyền tụng trong nhiều đời, nhiều trăm năm á. Nhưng mà tôi giờ tôi phát hiện ra, tôi thấy là ông đó cái trình độ hiểu biết quá quá tầm thường. Ông chỉ lựa cái dĩa ớt để ông dụ người ta. Chứ niệm Phật mà kêu cái tên Phật Di Đà không mà gọi là tu tịnh độ sao được. Rồi niệm Phật phải có chuỗi. Chuỗi trè đất ơi, đợi giờ nó bán chuỗi giật bổn chế ra cái chuỗi kia bằng Bồ Đề Tinh Nguyệt Tử gì bán đắt lắm. Hồi kỳ mới có, thời kỳ mới có mấy chục năm trước tôi mua sâu là mua không nổi, bạc triệu á. Triệu hồi xưa chứ không phải triệu giờ. Bạc ngàn hồi xưa bây giờ bạc triệu á. Rồi nêm chuỗi, chuỗi lớn, chuỗi nhỏ. Rồi sau này có cái thứ chuỗi mà người ta nói chuỗi đốt không trái rồi quý ra 15 ngàn, 15 triệu đồng sâu. Rồi có người cho tôi, đòi mua cho tôi. Tôi nói thôi, cảm ơn. Giờ tôi biết học đạo rồi, tôi không thèm xài chuỗi nữa. Cho nên bây giờ là chuỗi ở nhà tôi cũng có, ai cho gì đó. Bây giờ thì cho không lấy, nhưng mà lúc trước cho thì cũng vì tình lấy để đó mà không có niệm chuỗi. Bởi vì niệm chuỗi là cái cách tu tầm thường. Tầm thường nghĩa là rất là tầm thường. Không có trí tuệ gì nổi hết trơn. Cứ như lần vậy lần vô, có nhiều ông thầy là cứ cầm số chuỗi lần vô lần ra, lần vô lần ra để cho nó bóng chơi vậy, chứ cần kỳ thật ra là không có phải tôi vậy. Không phải là ông thầy là phải có số chuỗi mới được. Và chuỗi mà chuỗi hổ phách á, chuỗi hổ phách là một sâu giờ là cũng nhiều tiền lắm à, mấy triệu á, mấy chục triệu không chừng á. Chuỗi hổ phách thiệt tốt lắm. Nhưng mà chuỗi đó có cái là người ta nói đi đâm ma thì nó nứt. Cho nên là chuỗi đó không được đi đâm ma. Ta nói vậy chứ tôi cũng biết. Người ta cho tôi sao chuỗi cũng dài lắm. Nhiều tiền mà tôi cũng không lấy. Rồi Bồ Đề Tinh Nguyên Tử sau này tôi cũng cho mấy người khác. Mấy người mà ta mới học đó. Chứ tôi tịnh độ không phải là phải niệm bằng chuỗi mới được nha. Cái này tôi nói cho các vị Phật tử để ý. Nhưng mà điều tôi biết tôi nói là các vị không có nghe, các vị cự á. Mà cự là các vị lỗ lã thôi. Chứ ta tu tịnh độ không nhất thiết là phải có chuỗi. Tu tịnh độ là Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ niệm, quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Ta tu tịnh độ là người ta đang ở ngay trong cái cõi tịnh độ đấy. Còn Phật cái Di Đà là pháp giới tàn thân A Di Đà Phật đó, ta ngồi dày chứ mà ngồi trong hào quang Phật cái Di Đà, ngồi gần bên Phật cái Di Đà, ngồi trong lòng Phật cái Di Đà đây nè. À, nếu cái tâm của mình mà tỉnh á, tùy kỳ tâm tỉnh là tắc Phật độ tỉnh. Cái tâm mình tỉnh á, thì mình ngồi đâu là cõi Phật ở đó. Thân khẩu ý mình thanh tịnh là ngồi đâu là cõi Phật A Di Đà ở đó. Chứ đâu có phải là chờ chết rồi mới nhờ mấy ông thầy tụng rồi mới đẩy, giống như là nhiên liệu đẩy quả tiễn liên lục địa đi vậy, đâu có phải vậy. Cho nên cái quan niệm mà giống như là cái bụng của cái hồn của mình đó là để nhiên liệu quả trọng á. Rồi cái hơi chú nguyện của mấy ông thầy nó giống như là ta làm cho nó xì khói ra, cái đẩy quả tiễn liên lục địa đi vậy đó. Không phải vậy đâu, không có đi kiểu vậy được đâu. Thành ra phải học cái tịnh độ là Phật hiệu Di Đà, mà Đức Phật Di Đà là tàn thân, cái thân ẩn tàng ở trùm khắp. Chỗ nào có hữu tình chúng sinh, chỗ nào có vô tình chúng sinh, chỗ nào có vũ trụ nhân sinh, thì Phật A Di Đà đều là trùm khắp hết. Nó giống như là hư không vậy đó. Gọi là pháp thân là cái thân biến mãn pháp giới, y như hư không. Chỗ nào có vật chất thì chỗ đó có hư không. Chỗ nào hư không nó bao trùm hết vật chất.
Cho nên là cái pháp thân của Phật là mình phải học vậy đó. Tâm mình tịnh á, thân khẩu ý mình thanh tịnh á, thì ngồi đâu là cảnh giới cực lạc ở đó. Cái đó cái khó đó, phải học mới được chứ không phải là cầm số chuỗi rồi được. Có ông thầy á, hồi đó là ông cũng lớn tuổi rồi, ông làm hòa thượng chứng minh á, ông mang trên tay mấy hai sâu, mang trên tay một sâu bằng hộp bằng tay cái, tay cái vậy đó, mà dài dài, còn một sâu là bằng cảnh cái vậy đó. Ông sâu ông mang từ trên cổ và dài xuống tới đầu gối. Ông đi chứng minh thì do chuỗi lớn vậy, chuỗi dài cho nên là người ta công đức nhiều tiền lắm. Rồi lâu lâu cái rồi ông mời chư tăng ni trẻ lại lần, ông gọi là chia của. Chia của có nghĩa là ông tổ chức cái buổi đó, ông cúng cho tăng bữa ăn, cái rồi ông cúng người dạy tâm vậy đó. Người cúng người tâm dạy tâm vậy đó gọi là chia của, tức là cúng dường trái tăng. Mà do đi chứng minh mà chuỗi lớn, người ta công đức nhiều lắm. Thành ra mình nói cái đó thì nó cũng là một cái thứ nhắc nhở thôi. Thành ra cái lễ bái lục phương đó là không trúng. Lễ thành tỏ ngộ mái thiền gia, bái Phật cầu về chính phẩm qua. Bái Phật cầu về chính phẩm qua là chính phẩm hoa đó, chính phẩm hoa sen nó cửu phẩm liên hoa đó, chứ cửu phẩm nó khác, không có phải là hoa sen nó có cái thứ chính bậc từ mới nở cho tới nở toàn diện, không phải vậy. Chính phẩm đó là dựa trên cái kiến từ hoặc mà ta chia ra làm là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Rồi cái người mà thượng phẩm thì nó cũng có ba bậc, thượng trung hạ, rồi cái bậc trung nó cũng có ba bậc, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, rồi cái bậc hạ nó cũng có ba bậc, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Ta dựa vào kiến tư hoặc mà ta chia ra cái cách mà đoạn diệt trừ phiền não cỡ nào, mà ta chia làm chín bậc, ta gọi là cửu phẩm. Rồi mình tưởng tượng ra, mình nói mình lấy hoa sen, mình chia ra chín bậc sen, nó không có phải vậy. Cái đó là tự mấy ông tiền bối mà tu dẫm rồi tự chế ra. Tiền bối coi vậy chứ có ông là tu đạt đạo thông hiểu giáo lý đại thừa thiệt, còn có ông cũng tu dẫm thế mồ, đặt tầm 7 tầm 3. Thí dụ như ông tiền bối thiền sư mà ông nói thiên cập ngục trung hữu thị tam di quá sanh tu la nhân tinh xúc các cụ tứ sanh trời địa ngục và cái thân trung hữu đó là ba cái hạng thành phần đó đó ha, là quá sanh, rồi tu la người và xúc sanh á là đủ thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Là đặt cái đó là cái ông pháp sư đó, ông để là ông pháp sư đó, ông giải kinh hồi đó là tôi học gần chết luôn, thuộc tới bây giờ không quên đấy, nhưng mà nói ra phân tách ra là ông nói thật lắm, ông tự ông đặt ra, ông sáng chế ra để ông giải vấn đề tứ sanh. Cái chữ tứ sanh mà ông nói không có ra rồi ông tự đặt ra. Ông nói trời là quá sanh, nó bay ghê gớm, thiên cập ngục trung hữu thị tam di quá sanh, trời là quá sanh, trung hữu là quá sanh, địa ngục là quá sanh, nói bậy hết sức. Địa ngục là ở đâu? Địa ngục là diêm vương quỷ sứ, theo ý ông là ông hiểu ở dưới đất, ở trong lòng đất á, địa ngục ở trong lòng đất á. Do vậy cho nên là ông nghiệm ra, ông nói rằng địa ngục không có má, những cái thằng, những cái con ở trong địa ngục nó không có tía má, tự nó chết ra trên nhân gian này, cái rồi nó rất cái ạch, cái đuôi ở trong cái địa ngục vậy đó, nó quá sành, nó rất cái đuôi ở trong vậy đó, thằng cha nó bay chịu không có được, mà nó bắt tôi học vào đó bao nhiêu năm trời. Đâu có phải là miễn tiền bối rồi viết sách ra rồi bắt tôi học được đâu. Hồi nhỏ tôi ngu là tôi học, nhưng mà tới chừng mà tôi thấy được cái đạo lý rồi đó là tôi hận cái ông thầy đó,
Nhưng mà nếu nói hẳn là nói vậy thôi, chứ còn mình hẳn là mình lỗ đó nha. Mình buồn bực rồi mình lỗ lã đó, mình bị tầng sa hoặc đó. Chứ hẳn à, có hẳn là bởi vì ông làm bậy bạ quá, ông nói bậy mình học đuối à. Bây giờ ngồi tới là nhớ lại là buồn ổng á. Ông nói trời địa ngục và là trung hữu là quá xanh. Lấy cái cuốn hôm qua tôi, ông mới cuốn cái bà trời á, trong cái trường cũng gặp kìa, cuốn mới đánh. Bây giờ để tôi nói cái bà trời cho các Phật tử nghe chơi, tân đi trẻ nghe chơi. Hôm qua tôi đốt lửa đây nè, đốt lửa khói cái bằng khói bình minh. Đây trời đây nè, khói bình minh nha. Bữa nay tôi đốt khói bình minh ở trước sân tôi đó, rồi tôi làm ra cái bài này nha. Trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ, thập thiện nơi nào ở đấy trời. Đây đây là tập, cái này là của Như Quyển thiền sư nói về trời. Chứ trời không có phải là quá xanh giống như cái ông thiền sư kia, không nói tên chi, nói tên là lỡ ông buồn tội nghiệp. Ông chết rồi khoảng 150 rồi. Mà ông soạn ra một cái quyển sách mà gọi là Nhị Khóa Hợp Giải là tụi tôi học muốn chết. Hồi đó mình gặp cái cuốn đó mình ham dữ lắm. Ngồi chép ngày chép đêm, cái gì cộm nó 400-500 trang mà giải thích về ý nghĩa của hai cái thời khóa tụng. Chép học muốn chết. Tới chừng bây giờ coi ra là không lẽ mà lôi ông mà quýnh mỗi một cái nó bậy vậy là một bó rồi mày giải bậy dữ tận. Trời á, nhưng mà ông đó ông cũng biết, ông có, ông giải kia có cái câu nhất tâm cụ thập pháp giới, cái câu đó ông có nói. Nhưng mà ông nói là lúc nói tới lúc nó lui lúc nó qua nó lại, nghĩa là nó không có logic gì cả, nó không có sư phạm, nó không có nhất khi quan hạ, cho nên là giải tầm bậy tầm bạ. Rồi thành ra là đụng trời cái rồi y nói trật lắc, giải cái nghĩa chữ tứ sanh. Chữ tứ sanh mà trong cái bài Công Phu Chiều, bài Công Phu Chiều nó có cái bản là tứ sanh năng ư bảo địa tam hữu thoát qua liên trì hà sa ngã quỷ chứng tam hiền giảng loại hữu tình đăng thập địa a di đà phật thân kim sắc. Cái lúc đó là đánh cắt tùng cắt. Và lỡ từ đó thì đi á. Cái bài đó nó vậy đó. Rồi giải cái chữ tứ sanh đó là trời, địa ngục và trung hữu. Ba cái thành phần đó là quá sanh. Sự thật nó đâu có phải quá sanh vậy. Đâu phải con người cái là chết rồi cái là bay lên trên trời, ở trên trời vậy để làm trời. Y nó vậy giữ cái trời vậy đó. Rồi chết xuống cái rồi rơi cái bịch xuống như lòng đất vậy đó, rồi ở trong địa ngục. Rồi còn cái thân trung hữu, y nó chết rồi còn có cái hồn. Cái hồn nó bay nó ở giữa trong không trung vậy đó. Rồi nó chờ cha mẹ nào mà có mới cưới vợ về ngủ chung á. Chừng đó cái hồn nó chung vô trong cái lúc mà người ta âu yếm, người ta yêu đương, chung vô để làm người đời kiếp sau. Nó bậy chịu không nổi, nó bậy dữ lắm. Cái loại mà kinh sách mà nói là có cái hồn gọi là thân trung ấp, nó con người chết rồi là cái xác là chết rồi, người ta chôn rồi,
Còn thân trung ấm nó vẫn dơ ở trên 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 mây trên trời á, rồi nó dòm coi chỗ nào mà cặp vợ chồng nào mà mới cưới mà người ta động phòng qua chút gì đó, mà phòng qua chút người ta động theo khoa học ngày nay đâu phải là động phòng lần nào cũng được đứa con, rồi cái thân nó ở cà nhảy trên không trung vậy thì bao lâu nó mới nó nhắm chừng chừng nào đó cái bữa nào nó mới nhảy nó phải chịu không được, nó bệnh dữ lắm. Cho nên là có chừng mình học rồi mình đọc tùm lum sách vở vậy đó, mà mình không có trí tuệ, mình không có học Phật đúng mức thì mình không có biết cái nào là người ta nói đúng, cái nào là người ta nói sai, cái nào là người ta nói bậy. Nói đúng khác, nói sai khác, còn nói bậy khác nữa, ba thứ. Nói bậy chịu không nổi. Trời thiệt là đây nè, trong khói bình minh ngỡ sập trời. Đây là cái hồn này gọi là hồn thơ, thấy khói đốt lên, khói nó lên mịt mù mà nó đục 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 giống như cái màu khói, màu mây vậy đó ha. Rồi mây thì ở trên trời mà khói thì nó là ở trên cái đọt thông con của mình, nó thấp thấp vậy đó. Rồi mình tưởng đó là trời rơi xuống ha, trong khói bình minh tưởng sập trời. Khói mây khói giống lẫn nhau. Khói thì nó một vùng giường tụt của mình, khói phủ trắng mà vừa cuộn nó đẹp mà nó giống như mây vậy đó. Thì khói mây khói giống lẫn nhau, mây thì cao, mây cao khói thấp, trời vô xứ, trời là vô xứ nha, cũng như là niết bàn vô trụ xứ vậy đó. Niết bàn không có xứ, tịnh độ cũng không có xứ, trời cũng không có xứ, nó không có chỗ nào hết á. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Cái người ngồi đâu mà tâm thân khẩu ý thanh tịnh đó thì ở chỗ đó là cõi Phật thanh tịnh đấy. Như Lai ngồi đâu xuất pháp thì chỗ đó là tòa sư tử đấy. Còn Như Lai ở chỗ nào chỗ đó là niết bàn đấy. Còn trời ở đây cũng vậy, trời ở đây chỗ nào mà có cái tâm hồn của cái người mà tu thập thiện, cái người đó ở đâu thì ở đó là trời. Trời là cái người tu thập thiện, cái người đang hưởng cái phước báo do mình tu thập thiện, thập thiện nghiệp á. Thân tam khẩu tứ ý tam mà ta diễn đạt ra là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất dâm, bất vọng, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Đó, tu tập 10 cái món đó gọi là thập thiện nghiệp thì cái người đó là đang ở cõi trời, có cái sự an nhàn phước báo là người trời, là đang ở cõi trời đấy. Kinh điển là ta nói vậy, mây cao khó thấp, trời vô xứ. Thập thiện nơi nào ở đấy trời, người nào có tu thập thiện là ở đó là cõi trời rồi đó, người đó đang hưởng cái hạnh phúc an lạc của người trời đấy. Chứ không phải là trời mà chỉ lên trên mà gọi là trời được, không phải vậy. Cho nên là trong cái cuốn mà tôi nói ông pháp sư đó, ông giảng đó, ông tên là ông Hưng Từ pháp sư. Ông giải dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà ông vẽ dục giới cái tầng nó ở dưới đất. Ở từ dưới đất, từ mặt đất cho tới ở trên núi. Rồi ông vẽ cái cõi gọi sắc giới là ở là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, hoa âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, phước sanh thiên, phước quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô diệt thiên, thiện kiến kiên thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Đó là ông gọi là cõi sắc là bao nhiêu trời đó, là ở trên mây. Nó bậy dữ tại vậy đó. Rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, là ông nói rằng là ở trong hư không á, không có ở mây mà ở trong hư không,
ở trong cái chỗ không có gì hết á. Ui, ông vẽ vậy đó, hồi đó tôi cũng vẽ lại cái bản đồ của ông tôi, rồi tôi cũng học. Học rồi bây giờ coi lại nó bậy quá, chịu không nổi. Ở trên hư không thì ở đâu giờ mà ai chứ chứ? Ai ở trong hư không? Còn là 18 cõi trời gọi là trời trời sắc đó, thì ở ở trên mây. Mây là chỗ nào? Mây nào? Mây khỏi từ cõi sơ chưa? Mây đó máy bay đi có đụng không? Nếu máy bay mà cao cả cao 3-4 cây số, cao 1-2 cây số là mây mưa. Còn mây cao hơn đó thì 4-5 cây số thì mây đó mây tấn, nó máy bay đi thế giới nó bay về cao 16 cây số. Còn mây mà là máy bay B-52 mà bay cao hơn 16 cây số, chỉ còn thấy trời xanh ngắt ở trên đó vậy đó, thì ở đâu không thấy mà mây đi đụng nữa mà thấy trời xanh ngắt vậy thôi. Thế thì ở mây là mây nào? Cho nên là vẽ như vậy, dạ như vậy, là học như vậy đó. Mà thầy trò dạy nhau và tôi được tôi học cái đó. Tôi viết quyển sách như vậy tôi học. Bây giờ tôi nhớ tới tôi buồn chịu không nổi. Dạ như vậy là không được. Dạ như vậy là cái người tu quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan. Rồi rồi tin như vậy là thờ nó tinh thần, tinh quỷ, tầm bậy, tầm bạ. Còn còn sinh địa ngục còn rớt, rớt xuống địa ngục thì diêm vương quỷ sứ ai bầu cử? Mà lòng đất là lòng đất ở đâu, bao sâu? Hay là ở phía dưới quả địa cầu? Mà phía dưới dưới nào chứ quả cầu thì nó đâu có dưới gì đâu. Nó quả địa cầu theo mà cái nhà bác học mà Galileo đó ta đã phát hiện rồi. Cũng như ngày nay các nhà bác học đời giờ đó, cái quả địa cầu nó đâu có phía dưới gì đâu. Nó cũng là quả cầu, nó đang lơ lửng, giống như mặt trăng đã từng lơ lửng. Nó trong vũ trụ vậy thôi. Các ngôi sao cũng đã từng lơ lửng, mặt trời cũng vậy. Chứ có cái chỗ nào gọi là dưới trên gì. Nó nổi giống như bong bóng vậy. Hồi đó còn nhỏ đó, mình lấy cái ống sệ rồi mình chấm nước bong bóng, mình thổi lên cái rồi nó bay vậy đó. Nó bay lần cả mấy chục cái bong bóng nhỏ lớn vậy đó. Nó bay coi xinh xinh đó, đó chơi vậy đó, thổi nó bay vậy đó. Thì cái cầu ngày nay là vậy đó. Hành tinh thiên thể ngày nay là vậy đó. Có ở dưới nào đâu. Còn trong lòng đất thì bây giờ là nham thạch là lửa rồi, trong lòng đất nó còn nóng, còn lâu lâu nó xịt khói, nó phun lửa lên như là Nhật Bản, Philippines rồi đó. Thì mình ở trong lòng đất đó là diêm vương quỷ sứ ở trong hay sao? Nói kiểu quan đường ảo tưởng vậy là không thể tu được. Mình tin cái đó mình không có tu trúng đạo Phật được. Mình tưởng là mình tu đạo Phật cực khổ vô cùng mà tà kiến đó. Cho nên là nhắc nhở lại là mình tu đạo Phật mình phải học đạo Phật mới được. Còn bằng không mình tưởng mình tu đạo Phật mà không phải đạo Phật. Thí dụ như tướng sanh mà mình tưởng như cái sách vở mà ta nói vậy đó. Thiên cập ngục trung ngữ, thị tam di quá sanh, tu la nhân tinh xuất, các tụ cụ tứ sanh, quỷ thông thai quá nhị. Ông nói là quỷ nó có thai sanh và quá sanh thôi. À, nó bậy dữ không? Chứ quỷ trong đạo Phật đâu có đặt vấn đề quỷ. Quỷ đó là những cái ngoại đạo tà giáo nó đúc cho trong đó, chứ đạo Phật đâu có ngán cái thứ quỷ nào. Cũng có thứ quỷ đói mà giống như là mẹ Mục Liên á, không có, nói cái đó không trúng. Mẹ Mục Liên là nếu mà thật sự có tội á, thì nó là một cái sát thủ thú khác mà không phải là mẹ mình nữa.
Đâu có cái hồn của mẹ mình còn ý mình nhìn cái mình gặp mẹ mình vậy được. Nói cái đó là nói theo cái kiểu của những cái người Trung Quốc, họ dứt chuyện của những người không có học Phật. Làm gì mà mẹ mình còn nguyên để mình gặp mẹ mình rồi thấy mẹ mình ốm đói được? Không có. Mẹ mình là nếu mà có đi nữa là một cái xác thủ thú khác. Không bao giờ mình gặp mẹ mình y như là mẹ mình. Nói như vậy mới trúng đạo Phật. Chứ còn một cái hồn rồi gọi là đầu thai ha, gọi là xa vào con đường ngạ quỷ, rồi mẹ mình vẫn còn mẹ mình, mình gặp rồi mình vẫn thương nhớ mẹ mình, rồi mẹ mình nó vẫn coi mình là con, đâu có được vậy. Một cây sầu riêng có ra trái sầu riêng mà trồng lại sầu riêng khác coi chừng nó không phải là cái cây sầu riêng cũ nữa, và có thể là bị lai. Xoài cát thì bây giờ là xoài ngon vậy đó, mà người ta trồng xoài cát mà người ta phải ghép giống rất là khéo léo, bằng không là nó ra cái giống xoài khác. Sầu riêng cũng vậy, sầu riêng bây giờ người ta chiết cái nhánh nguyên gốc của nó, người ta ghép tượng nó, chứ còn mà trồng cây sầu riêng là nó có thể lai ra giống không ngon. Cây mít cũng vậy, mít cái vườn tôi giờ thiếu gì mít nữa nè. Mà ta muốn lấy cái hộp mít ra là ta phải lấy cái hộp khúc trên đầu hoặc khúc trên đít gì đó, thí dụ vậy. Ta ươm ra cho bằng không nó lai nó nóc hết rồi. Thế là gì mà có con người mẹ mình chết rồi sao thì còn lại mẹ mình nữa, gặp mẹ mình. Cái đó không được. Không có cái hồn vậy. Cho nên cái bài mà khói bình minh này là trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ. Cái chữ trời này là thiên sinh tại, tịch vô là âm thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, trời không phải ở xa, mà trời ở trong lòng người. Đó là trời của Khổng Tử nói vậy. Tâm người mà có Phật, còn đạo Phật thì nói tâm người mà hành thập thiện là người đó đang hưởng an lạc hạnh phúc của quả báo của cõi trời rồi đó. Cho nên thập thiện nơi nào đấy là ở đấy là trời đó. Học vậy mới là học Phật. Chứ học Phật sai lầm dữ lắm, kinh sách Phật viết sai lầm dữ lắm đó, mà không thấy được, không biết được và không dám đánh đổ. Không dám đánh đổ những cái sai lầm, những cái bậy bạ. Thì mình tu bậy trọn đời, trọn kiếp uổng công đó nha. Người ta viết sách ta có quyền viết sai. Người ta có quyền không biết, ta có quyền lẫn lộn. Mà mình học đạo mình phải có một cái trí tuệ soi rọi. Cũng như Đức Phật hồi xưa đó, cái thời kỳ Đức Phật ra đời đó, ngoại đạo tà giáo nhiều lắm. Mà cái nhóm Xá Lợi Pháp Bục Kiền Liên đều là tu ngoại đạo hết. Kể cả ông Ca Diếp cũng là cái nhóm ngoại đạo thờ thần lửa đó. Nhưng mà Đức Phật là cái người tu, là mình phải có cái trí tuệ, mình soi rọi bằng cái nhận thức của mình. Mà Đức Phật gọi là cái người mà đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, là do tu tập bằng trí tuệ của mình mà có khả năng nhận thức đạt tới đỉnh cao chân lý. Thì mình phải thấy, mình phải biết chứ đâu phải người ta nói gì mình cũng nghe. Nếu người ta nói gì mình cũng nghe thì Đức Phật hồi đó đâu có đi tìm, đâu có tu cực khổ để rồi mình đạt đạo rồi mình đi dạy cái pháp môn riêng của mình đâu. Ông Ca Diếp mình lớn tuổi hơn Phật mà, ta tu trước mà. Rồi còn ông Quốc Đầu Lâm Phất, rồi ông Kamarama ta gì đó ha, đại để là Đức Phật có đi tham hỏi nhiều người lắm. Nhưng mà người ta nói sai, mà cái trí tuệ của người có trí, người ta không chấp nhận cái sai đó, đâu có sao. Còn vũ trụ vạn hữu là người ta có quyền hiểu sai, hiểu trật. Người ta có quyền tà kiến ngoài đạo, mình phải thấy cho được cái đó. Mình phải biết được cái đó, rồi mình đừng có phục tùng cái đó, mình đừng nghe theo cái đó. Thì mới gọi là cái người có trí tuệ. Tu giới tu định để có trí tuệ. Mà nếu mà tu giới gọi là tu giới, gọi là tu định mà không có trí tuệ là tu giới sai, tu định sai. Cái đó là dứt khoát là vậy đó.
Nếu tôi giới đúng, tôi định đúng là phải có trí tuệ. Mà có trí tuệ là nhận biết điều đúng, điều sai, có thể nhận biết bất rõ ràng, thấy rõ ràng, biết rõ ràng, y như là mình nhìn cái mặt của mình mà trong một tấm gương sáng vậy đó. Cái mặt của mình mà dính lọ hay là bị cái lằn, cái cây gì đó rạch tét, chảy máu ha, là nhìn vô gương là biết là mình đi trong rừng bị cái cây nó đâm tét chảy máu mặt. Dính lọ hay dính cái gì trong mặt là thấy biết. Người tu tập có trí tuệ là thấy cái sai biết, nghe cái sai biết. Cho nên là tăng ni trẻ để ý phải có cái trí tuệ kiên quyết, phải có cái giới định tuệ, rồi là mình phải có quyền sử dụng cái trí tuệ của mình để mình nhìn qua là cái cuộc sống. Cái nào có chân lý, cái nào không chân lý, cái đó phải học Phật, nhờ Phật soi rọi. Do vậy mà những cái bài của tôi viết ở trong cái những cái bài tôi đang giảng đây gọi là ngón tay chỉ trăng là vậy đó. Những cái điều mà tôi nói ví như ngón tay chỉ trăng, người trí nương ngón tay này mình nhìn trăng, chứ ngón tay không phải là trăng. Tất cả kinh sách của Phật xưa nay cũng là ngón tay chỉ trăng như vậy. Người trí nương kinh sách đó mà nhìn, mà tìm hiểu chân lý. Chứ kinh sách mà người ta viết không phải cái nào cũng chân lý. Người ta có quyền viết sai, người ta hiểu non hiểu không đúng. Vấn đề là cái người làm thầy đem truyền đạt cái đạo lý, phải biết cái nào là đúng đem ra dạy cho hậu lai, còn cái nào không đúng phải bỏ đi. Cái sai lầm của những vị làm thầy mà không biết cái sai lầm, không biết cái không đúng, cũng không biết cái đúng. Cho nên là người xưa người ta nói làm thầy thuốc mà sai lầm thì có thể làm chết một vài người bệnh nhân nào đó. Còn làm văn hóa sai lầm, làm nhà giáo dục sai lầm thì nó di hại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cái điều đó là có. Cho nên những bạn bè mà học với tôi bây giờ đó, tôi biết đó, nghĩa là tôi đi đường tôi một kiểu, cái kiểu nói của tôi, kiểu hiểu biết đạo Phật của tôi có một kiểu, mà duy nhất là tôi nói kiểu của tôi. Còn bao nhiêu bạn bè huynh đệ tôi đó thì giàu có hơn tôi gấp 1 triệu lần, dàn tiền của sự nghiệp chùa chiện đất đai kinh tế đệ tử tượng cốt thờ vân vân, họ làm dữ tận lắm. Nhưng mà là các kiểu tôi nói là họ nghe không nổi. Còn tôi thì tôi nhận thức kiểu của tôi nói kiểu của tôi, còn ai nghe nổi thì nổi, mà nghe không nổi thì người ta chửi ta bắn cũng không cần sợ. Tôi nói để người nào có trí tự nhận thức tự nghe, còn người nào không đủ sức nghe thì cứ chữ thề bỏ cũng không sao. Chứ biểu tôi nói giống như những cái mà tôi học tôi hiểu, như tôi nói nãy giờ đó, cái kiểu đó biểu tôi học vậy tôi không học, tôi không chịu. Kinh sách bây giờ tôi liếc qua cái là tôi biết cái nào của đạo Phật, cái nào là không phải đạo Phật, cái đó là có thiệt. Bởi vì đường lối của Đức Phật là rất là rõ ràng, đường lối của Phật là giác ngộ và giải thoát. Ngoài cái giác ngộ giải thoát ra, Đức Phật không cần một cái gì khác. Anh không có trình độ giác ngộ thì anh không có giải thoát. Mà anh không có giải thoát có nghĩa là anh không có giác ngộ. Anh rời cái giác ngộ và giải cái mục tiêu giác ngộ giải thoát ra, mà anh gọi là anh thiền sư, là anh giáo sư, là anh giảng sư gì đó. Chẳng qua là cái đạo Phật của anh là đạo Phật kinh tế, đạo Phật của anh là đạo Phật để mà lại lục, đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật kinh tế, đạo Phật gọi là đạo Phật luân lý, để dạy ta hiền lành. Mà đạo Phật luân lý là không phải đạo Phật, đạo Phật kinh tế là không phải đạo Phật, đạo Phật tín ngưỡng để lại lục chơi là không phải đạo Phật. Đạo Phật là phải có giác ngộ, học
Kinh điển đạo Phật phải có trí tuệ, phải có giác ngộ. Từ giác ngộ mà có ra giải thoát. Giác ngộ và giải thoát là cái mục tiêu, là cái đích đến của đạo Phật. Mà ai tu mà không có đạt tới hai cái điểm đó thì dầu anh có bao nhiêu chục cái thiền viện, anh có bao nhiêu chục cái chùa, anh có bao nhiêu chục cái nghĩa trang nghĩa địa, anh có bao nhiêu là chục cái tượng cốt cao lớn, đều không phải đạo Phật. Chỗ đó là cái chỗ mà người có trí là thấy rất rõ. Còn người không trí thì chịu thua, nói gì người ta cũng không nghe. Thế thì bây giờ đi vô cái chữ tứ chánh cần này nè. Cần là siêng năng. Siêng năng nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện là tốt, là lành. Ủa, gì đó? Siêng năng nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện là tốt, là lành. Cái thiện là lành. Mà tứ chánh cần là bốn cái là siêng năng. Siêng năng cái gì? Siêng năng nghĩ việc lành, nói việc lành, làm việc lành, gọi là tứ chánh cần. Còn siêng năng làm gì không lành gì, như nói nãy giờ đó, cũng gọi là siêng năng. Siêng năng lại lục phương, siêng năng ăn chay không thôi mà không học cái khác. Rồi siêng năng niệm phật để một ngày vậy là một ngàn niệm, 1800 niệm, tức là một số chuỗi là 108, mà 10 sau là 1008. Rồi có người lãnh niệm 100 sau là 1.800.000 niệm. Mình niệm như vậy đó mà không có hiểu Phật A Di Đà là gì đó thì cái đó cũng là cái thứ tinh tấn mà không gọi là chánh đó. Cần mà không gọi là chánh. Rồi lại lục phương mà lại đông tây nam bắc, rồi phương trên phương dưới đó. Hồi xưa là Đức Phật có gặp một người học trò siêng năng nghe lời cha đó, gọi là Thích Ca La Diệt, cũng gọi là thiện sanh đó. Lại lục phương vậy đó, rồi Đức Phật dạy cái cách lục phương của Như Lai, của ta dạy, không phải vậy. Không phải lại sáu hướng như tôi nói nãy giờ. Ông già tôi á, ông cũng lại lục phương bằng cái kiểu khác, ông tự chế ra. Thì như vậy là không phải, cực khổ và không cần thiết. Cho nên cái cần như vậy không gọi là chánh cần nha. Rồi cúng mỗi bữa nấu nước cúng. Tôi nấu nước cực khổ lắm, mà cúng thì bưng đồ cúng thì là phải bưng ngang chân mày, bưng cao lên, chứ còn để cái bóng mình che trong đó là thần thánh không ăn cái đó cũng không phải là cần nha. Siêng như vậy không phải gọi là chánh cần, không có cúng vậy đó. Tôi nói cái này là nhiều người không chịu lắm mà nha. Tôi biết đạo Phật các vị không cần cúng. Chứ cúng là cúng dường, là cung dưỡng. Cung dưỡng là cái người đó ta còn phải thọ nhận, người ta còn sống, ta còn ăn. Chứ còn cái người chết rồi mà cung dưỡng cái gì nữa. Tổ, thầy tổ mình chết rồi là rồi rồi năm rồi rồi mình còn dỗ tổ lần thứ 3, lần thứ 5, lần thứ 10, lần thứ 15, thứ 20, thứ 25, thứ 30, thứ 35, thứ 40, dỗ tổ. Vỗ tổ nào mà còn ở đó mà ăn cái vỗ tổ vậy, gọi là cúng tổ. Cho nên cái chữ cúng là không cần thiết nữa. Cúng là cúng cho cái người sống, cúng cho cha mẹ. Chữ cúng dường là cung dưỡng, cha mẹ còn sống là cung cấp cho cha mẹ, tạo cái điều kiện cho cha mẹ vui vẻ,
cung phụng, cung cấp cho cha mẹ ăn mặc ở bình yên. Đó là người con hiếu khi cha mẹ còn sống. Tạo cái một cái phước duyên cho cha mẹ nào hiểu được, cha mẹ mình hiểu được cái chân lý nhân quả, hiểu được cái chân lý duyên sanh, rồi cha mẹ tu tập, rồi cha mẹ được an lành hạnh phúc, thì cái đó là cái cung dưỡng tinh thần cũng như vật chất của người con hiếu đối với cha mẹ. Chứ còn để cha mẹ mà bình thường là bỏ cha mẹ lăn lóc, không cung không dưỡng gì hết, tới chừng chết rồi là làm đám dỗ linh đình, làm đám ma lớn, làm đám ma lớn đã rồi là cái làm đám tuần thất lớn, rồi làm đám dỗ lớn cho tới mấy chục năm cũng còn làm đám dỗ lớn để cúng. Cái chữ cúng đó không đúng của đạo Phật đâu. Tôi làm cái đám dỗ lớn tôi cúng ông già tôi làm đám dỗ thiệt là đồ ngon không đồ quý không, tôi cúng bà già tôi, cái chữ cúng đó không cần thiết. Cho nên là để siêng năng mà thế nào được gọi là chất cần, mà siêng năng thế nào nó lại là tà kiến ngoại đạo. Đam mê mà cúng mà lại mà cầu mà khấn mà gian mà xin đó, cái đó cúng đó là cúng tà kiến ngoại đạo. Cũng siêng năng nhưng siêng năng nghĩ ác, nói ác, hành động ác là xấu ác. Siêng năng nghĩ thiện làm thiện là tốt, là lành. Còn siêng năng nghĩ ác, nói ác, làm ác là siêng năng ác. Cho nên á, một khắc sĩ đệ tử xuất gia của Phật phải siêng năng học tập, luôn cảnh tỉnh thân khẩu ý của mình qua bốn cái món trợ đạo. Qua bốn món trợ đạo là chỉ trợ đạo, tôi đóng mô kép ra là để nhớ rằng là không phải là do mình tu mới mình mới thành Phật đâu. Nó là chỉ là cái pháp trợ đạo thôi, chứ nó không phải là chánh đạo. Nó học bốn cái món trợ đạo chánh đáng, đó là tứ chánh cần. Thế thì là bốn cái món siêng năng mà tu tập. Thì ở đây tôi nhắc lại cái chữ thiện và cái chữ ác. Siêng năng làm những điều thiện, chừa bỏ tránh những điều ác. Hãy siêng năng làm những điều thiện thì gọi là tứ chánh cần, mà siêng năng làm những điều ác, thân khẩu ý ác là không phải là tứ chánh cần, mà là những điều ác. Vậy thì ta phải định nghĩa chữ thiện và chữ ác cái đã. Chữ thiện là lành, đó là nghĩa đen. Chữ ác là dữ, đó là cái nghĩa đen. Mà nếu mà nói lành thì cũng khó mà nói cho rõ lành là sao, ác là dữ, dữ là sao ha. Thì trong đạo Phật người ta có chia ra chữ thiện có nghĩa là tăng ít. Nên nghĩa chữ thiện có nghĩa là tăng ít, chữ ác nó có nghĩa là tổn giảm. Lành là những cái điều nào mà mình làm có lợi cho bản thân mình, cho lợi cho người khác, lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội, làm cho mình có an lạc hạnh phúc, người có an lạc hạnh phúc và nhân quần xã hội có an lạc hạnh phúc. Nếu mình làm được những điều như vậy, thân cũng làm như vậy, miệng cũng nói như vậy, ý cũng nghĩ ngợi như vậy, nghĩ ngợi những điều mà làm ra mình cũng an lạc hạnh phúc, người cũng an lạc hạnh phúc, dân quần xã hội cũng an lạc hạnh phúc. Thế thì những cái đó là gọi, đó là cái tiêu chuẩn định nghĩa của cái chữ thiện là vậy đó. Còn chữ ác có nghĩa là tổn giảm có nghĩa là định nghĩa ra đó, có nghĩa là những việc gì mà mình nghĩ ra, mình nói ra, mình làm ra mà mình không có lợi, mình không có là hạnh phúc, người cũng không có lợi, cũng không có là hạnh phúc, mà nhân quần xã hội cũng không có nhờ cậy, không có là hạnh phúc. Thế thì những điều đó là gọi là những điều ác.
Nói như vậy á, cho nên nói cái gì cũng không có dễ gì mà đúng hết đâu. Nếu vậy có người ta hỏi gì chứ, việc gì mà có ai ngu gì mà cái việc làm không có lợi cho mình mà mình làm. Đừng nghe chữ ác như vậy thì đâu có việc gì mà mình làm cho mình không có lợi, ai làm chứ? Có đó nha. Học Phật thiền định rồi mới thấy đó. Mình nghĩ ác nói ác làm ác nghĩa là cái việc làm đó không có lợi cho mình đâu, mà tại mình không biết đó. Mình nghĩ ác không có lợi cho mình đâu, rồi mình nói ác cũng không có lợi cho mình đâu, mà thậm chí là hại cho mình nữa cơ. Mình làm ác mình tưởng đâu mình làm ác là hại cho người ta không, chứ không phải là hại cho mình. Chỗ đó là cái chỗ thiền định mới thấy. Người thường ta tưởng đâu là mình nghĩ ác, nói ác, làm ác là chỉ có hại cho người khác, còn mình không có hại, mình là lợi. Sự thật không phải, sự thật không phải vậy. Cho nên là cái định nghĩa đặt ra cái tiêu chuẩn để mình định nghĩa chi thiện chi ác là cái đó phải thiền định mới thấy. Có những cái mình nghĩ mình tưởng như là lợi mình, thí dụ mình nghĩ là thí dụ mình làm quan đi, mình nghĩ rằng mình được cái mối, mình bắt mình được cái mối để mình thương lượng với những người hợp tác đầu tư gì đó, rồi người hợp tác đầu tư với mình đó, thì mình lấy cái quyền hạn quan quyền của mình đó, rồi mình ký giấy ký tờ hợp tác với người ta, rồi người ta lo cho mình là 200,000 đô la. Mình nghĩ mình nói sao để ép bắt buộc cái bên đối tác mình nó phải chịu cho mình 200,000 đô la. Thế thì cái ý nghĩ đó mình thấy mình lợi mình đó chứ gì. Nhưng mà không phải là cái đó là nghĩ ác đó nha. Mà nghĩ ác là cái hậu quả của mình đó, không lợi cho mình mà không lợi cho người khác à. Không có lợi cho nhân quần xã hội à. Cho nên là có chừng. Một đạo sĩ thường tu tập an trú ở trong cái pháp vui hiện tại đang có. Dù vậy, người hành đạo không được lơi cảnh giác, kiểm điểm thân khẩu ý của mình trong quá khứ cũng như tương lai. Đó là lý do Phật dạy cho các đệ tử hãy tu tập bốn cái món trợ đạo gọi là tứ chánh cần này. Tứ chánh cần tức là bốn cái món trợ đạo phẩm. Đó là gì? Đó là việc thiện đã sanh. Hai là việc thiện chưa sanh. Ba là việc ác đã sanh. Bốn là việc ác chưa sanh. Vì thiện đã sanh ở tâm cũng như ở cảnh thì phát triển mạnh lên. Vì thiện đã sanh vậy đó. Còn vì thiện chưa sanh thì là kích khởi cho nó được sanh. Đó là nói về mặt thiện. Còn mặt ác, việc ác đã sanh thì cố gắng loại trừ buông bỏ. Còn việc ác chưa sanh thì cảnh giác giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh, cố gắng loại trừ ác niệm manh nha. Nó vừa manh nha là phải cố gắng loại trừ ở trong ý thức. Tứ chánh cần người Phật tử tại gia cư sĩ mà ứng dụng được là người tâm xuất gia rồi, thật quý quá thay. Cho nên là tứ chánh cần này đó, Phật tử tại gia cũng cảnh giác tu tập như vậy. Còn đệ tử Phật xuất gia thì lại càng cảnh giác cao hơn. Còn nếu mà mình lơi cảnh giác thì mình lại coi giống như mình tu sai, mình tu không đúng. Cho nên là tứ chánh cần các bà thay rằng
Thiện ác ba đời ở một tâm. Tâm ta có thể nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện. Đã nghĩ thiện, đã nói thiện, đã làm thiện. Đang nghĩ thiện, đang nói thiện, đang hành thiện. Sẽ nói điều lành, sẽ nghĩ điều lành, sẽ làm điều lành. Tức là ba lời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiện ác ba đời ở một tâm. Đã, đang, chưa khởi gắn ghi lòng. Mình phải thấy. Cái người tu thiền định là mình phải thấy. Phải luôn luôn mình quán chiếu tư duy. Phải thấy cái ý nghĩ. Thấy cái lời nói, thấy cái việc làm của mình nó có đúng hay nó sai. Ý nghĩ của quá khứ như vậy, thiện hay là ác? Nói, làm, quá khứ nó như vậy là mình nói nó thiện hay là nó ác, làm nó làm thiện hay làm ác, về quá khứ. Hiện tại cũng vậy, cũng phải dè dặt. Có những điều nói, mình thấy mình nói sai có không? Có, thì sửa đi. Làm sai có không? Có, phải bỏ đi, làm lại, làm tốt hơn. Nghĩ sai, nghĩ ác có không? Có. Rồi nghĩ việc sắp tới cũng vậy. Nghĩ ác, nói ác là ác thì bỏ. Nghĩ lành, nói lành, làm lành là lấy. Đó, gọi là tứ tính cần là vậy đó. Đã đang chưa khởi gắn ghi lòng, thẳng đường chánh niệm như vô niệm. Mình tu tập chánh niệm là thế nào mà nó thanh tịnh giống như là không có niệm vậy đó. Chánh niệm như vô niệm, cái đó là chánh niệm cực kỳ cao độ. Thẳng đường chánh niệm như vô niệm. Cái tứ thành duy chưa gọi là niệm vô niệm niệm. Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hạnh. Niệm mà như vô niệm, tu mà giống như không tu, không tu mà tu, chứng mà giống như không chứng, không chứng mà đã chứng. Thẳng đường chánh niệm như vô niệm, nhẹ bước công phu tứ chánh cần. Được như vậy đó gọi là tu tứ chánh cần, là bốn cái món siêng năng. Tôi nhắc cho tăng ni trẻ để ý, bốn cái món này đó là bốn cái món mà người tại gia cũng như người xuất gia đều tu tập hết. Mà tu cái này là còn dựa trên cái cơ sở thân miệng ý, dựa trên cái cơ sở thiện và ác mà tu. Do vậy cho nên cái tứ chánh cần này nè, người ta có thể nói là pháp tu của tiểu thừa, đúng. Người ta có thể nói là cái pháp tu của tứ chánh cần này thì ở trong, nó nằm ở trong giáo lý tứ đế. Pháp này là pháp tu của hành thanh văn, đúng. Đấy, cho nên người ta nói cũng, người ta nói là giáo lý tứ đế là của tiểu thừa là đúng đó, đúng là đúng. Thí dụ như cái bài tứ chánh cần này là đúng. Nhưng mà tới niệm xứ thì cái người mà đạt tới cái đỉnh vô tận bồ đề cũng vẫn không rời cái pháp đó. Do vậy mà nói rằng là giáo lý tứ đế là để cho người nhị thừa tu, chỉ để cho người nhị thừa tu, là nói như vậy là không đúng. Cho nên cái người học giáo lý là nhìn vô cái giáo lý là phải biết cái nào là tạng giáo, thông giáo, nào là biệt giáo, nào là duyên giáo, cái nào là đôn giáo, nào là tiệm giáo, cái nào là bất định giáo. Cái đó là cái người học phải biết. Cho nên là nhìn vô là thấy rõ lắm. Tiệm giáo biết, giáo lý nào nói tiệm giáo biết, giáo lý nào nói đôn giáo biết, giáo lý nào nói thì biệt giáo, duyên giáo biết, giáo lý nào nói là tạng giáo, thông giáo, mình phải biết. Cho nên là tăng ni trẻ là phải học cái đó. Học cái đó là giờ vô là kinh điển là mình thấy, mình biết, mình gặn lọc ngay tức khắc. Vì vậy mà kinh điển người ta có để ra cái gọi là tứ tất đàn. Đức Phật thuyết pháp cũng vậy, vận dụng tứ tất đàn. Cái nào là phổ vị thế giới tất đàn, giáo lý phổ thông.
vì danh tất đàn là giáo lý đó là vì người nào mà nói, chứ không phải là một cái thứ pháp đó rồi nói cho tất cả mọi người, không phải, không có kết quả tốt giống nhau được đâu. Rồi giáo lý nào là cần phải nói với ai, riêng biệt cho người nào, cho căn cơ chúng tính nào, đó là gọi là đối trị tất đàn. Cái thứ tư gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất nghĩa tất đàn là khi mà kinh điển là mình đang nói ra đó, là ai nghe được thì nghe, mà nghe không được thì phải nghe lần khác, chứ không thể là do trò bóp méo rồi mình chiều người ta rồi mình nói theo cái ý muốn của người ta, không được. Nói vậy là không phải pháp sư thiệt. Pháp sư khi người ta nói đệ nhất nghĩa tất đàn rồi đó, thì dầu cho anh đưa ra 10 tỷ mà anh biểu tôi nói lái theo cái của anh, tôi cũng không nói. Anh cúng cho tôi 10 tỷ mà anh biểu rằng chứng minh cho anh nghĩa là có cái chùa để anh được phước, tôi không có lấy 10 tỷ đâu. Cái phước là khác, chứ không phải là bỏ ra 10 tỷ cất chùa rồi anh đưa tôi 10 tỷ rồi anh cất chùa 10 tỷ rồi tôi như vậy là để cho anh làm vậy. Tôi không ăn cái 10 tỷ đó. Cất chùa không có phước. Giống như là Bồ Đề Đạt Ma hồi xưa mà cửu niên diện bích là cũng do nói câu đó đó. Người ta nói để những cái tất đàn mà anh đem ra anh cất 72 cánh chùa, anh gọi là phước ở đâu? Phước ở đó, nó phát xuất từ thiền định mà nó có là trí tuệ. Mà nó có là trí tuệ thì nó mới đạt tới cái đỉnh của giác ngộ. Mà đạt tới cái đỉnh của giác ngộ thì người ta có giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát rồi mà anh đòi phước là phước cái gì? Thằng nào cho? Con nào cho? Lấy cái gì mà cho? Anh giác ngộ, anh giải thoát rồi là không có thằng nào con nào cho anh cái gì được nữa hết á. Thì anh đưa ra 10 tỷ anh biểu tôi lấy tiền đi, rồi chứng minh cho anh làm chùa để anh có phước. Tôi làm sao tôi được? Cho nên là tôi gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn là vậy đó. Chứ mà nếu mà mình không biết là ta đưa tiền vô cái mình cúng mình 10 tỷ cái mình là được cúng vậy là có phước lắm đó con cúng đi rồi gia đạo bình an sao được. Thử cúng 10 tỷ đi rồi uống Hennessy một chai là ra lái xe hơi chạy đi. Chạy là chết liền ở đó mà phước. Uống Hennessy, uống ra bà lê ông rồi lái xe chạy. Mới cúng 10 tỷ rồi 20 tỷ nữa. Cúng 10 tỷ ra cái chùa, 10 tỷ cho ông thầy. Mà uống một chai na bà lê ông, một chai Hennessy. Nhậu hết một ký tôm. Rồi chạy xe ngoài lỗ coi có phước nổi hay không. Thành ra là cái vấn đề mà dạy học dạy tu vậy đó, nói kinh điển mà phải biết là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, dương giáo, đôn giáo, tiệm giáo, bi mật giáo, bất định giáo, phải biết đó là thế giới tất đàn, duy nhân tất đàn, đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn, phải nói sao mà cho có lợi mình lợi người, gọi là đó là nói pháp chân chánh. Còn không mà nói pháp thì do tròn bóp béo, gặp ngoại đạo tà giáo là cũng nhào vô hợp tác. Hợp tác nó bị nó bạ vậy đó, để mà chia tiền với nhau vậy thì là làm hư cho đạo Phật. Cho nên là tăng ni trẻ để ý cái này. Tôi rất mong tăng ni trẻ phải phát Bồ Đề Tâm mạnh mẽ để mà truyền năng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Chứ mà biết đạo Phật thành ra cái đạo Phật kinh tế, đạo Phật luân lý, đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật để mà cầu nguyện lại lục nhân sinh đó, nó thành ra cái đó là tà kiến rồi. Thôi nhắc nhở nhiều đó hết. Mong rằng là những gì nào mà nghe được rồi tự chọn lại mà lấy cái cần thiết.
Còn cái nào ai nghe không được thì không sao hết, nghe không được là cứ bỏ đi vậy thôi. Đức Phật hồi xưa nói cũng vậy, là có thứ ngoại đạo nó bỏ đi, nó đâu có nghe. Còn nó nghe là ngoại đạo, không nghe là không nghe. Còn Đức Phật là cứ đường lối của Đức Phật thôi, chứ không vì mà ngoại đạo mà Đức Phật phải nói lại để phục vụ đó. Không có, Đức Phật không có phục vụ cái đó. Chịu nghe không chịu thôi. Cúng không cúng cũng